tiên xin cho Ngọc Lan gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay. Và Ngọc Lan chúc cho quý vị có một năm mới thật là nhiều sức khỏe ạ. Dạ. Bài hát đầu tiên Ngọc Lan xin gửi đến là bài hát được mang tên Lại Nhớ Người Yêu, một sáng tác của Giao Tiên. See you.